ha, phải rõ cái nghiệp duyên, có nghĩa là rõ cái công việc làm của mình. Mình làm phước thì sẽ hưởng phước. Nếu mình có cái lòng từ bi vị tha, đó là cái đức, ha, thì nó sẽ có một cái công đức vô lượng. Đó. Cho nên như vậy thì ở đây Ngài mới chỉ và nhắc cho mình biết phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo. Rồi kế tiếp, câu thứ ba là nghe rành chánh pháp thoát tà dâm. Như vậy thì nghe rành chánh pháp như thế nào để thoát khỏi tà dâm? Thưa quý vị, chánh pháp ở đây là nó có hai trường hợp chánh pháp. Chánh pháp là do chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài thiết ra cách nay trên 2500 năm và lưu lại tất cả các kinh điển trong Tam Tạng Giáo Điển. Thì Tam Tạng Giáo Điển này nói tất cả những cái lời chân ngôn của Đức Phật thiết ra vào cái thời đó. Thì tới hôm nay mình chiếu theo những cái chân lý của Ngài để mà mình làm, để mà mình học theo cái gương hạnh của Ngài để mình làm theo đó. Như vậy thì nghe rành chánh pháp là lời của Phật, lời của Thầy. Đó, Thầy dạy như thế nào đúng, mình làm theo. Đó, và Phật dạy thế nào đúng thì làm theo. Mà thường đó thì các vị Phật và các vị Bồ Tát đều dạy mình cái phương pháp để thoát khỏi những cái sự đam mê, khỏi những sự luân hồi quả báo, để sanh về một cái cõi nó gọi là vĩnh hằng và vô sanh. Cho nên như vậy, ở đây nghe rành chánh pháp thoát tà dâm, nghĩa là chỉ cái người mà nhận được cái chánh pháp của Ngài mà thực hành theo đó. Nguyện năm. Dạ. Lại bấm nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật. Dạ, Tiến Dũng và chú Tư thân ái kính chào tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, và buổi chiều ngày hôm nay Tiến Dũng đến để gặp chú Tư và trao những cái phần tịnh tài của tất cả 6 vị mạnh thường quân đã hỗ trợ với chú Tư để cho chú Tư chuẩn bị xây cất cái nhà cơm chay phước thiện để giúp cho bà con ở tại địa phương cũng như là các vị tu sĩ ở lân cận nơi núi Dài Vạn Liên. Thì sau khi đã trao tịnh tài xong thì Tiến Dũng cũng còn dính thời gian để ở lại nhờ chú Tư giải đáp một cái bài kệ ở trong Sấm Giảng quyển 5 của Đức Thầy. Nhờ chú Tư giải đáp để cho Tiến Dũng và quý bà con được nghe để hiểu thêm cái bài kệ của Đức Thầy là tiếng kệ từ bi quá diệu trầm, diệt lòng tham vọng, diệt tinh âm trần gian say đắm theo màu sắc, tịnh độ giác thuyền trị dục tâm. Phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo, nghe rành chánh pháp thoát tà dâm. Như vậy nhờ chú Tư giải đáp dùm cái bài kệ của Đức Thầy trong Sấm Giảng quyển 5. Và Nam Mô Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Tướng Dũng như Châu Phú, và kính thưa toàn thể chư quý cô bác và anh chị em kính mến. Hôm nay cũng nhân duyên Tướng Dũng đã gợi ý đưa lên một bài kệ ở trong quyển 5 giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo Đức Huỳnh Giáo Chủ. Và hôm nay đó thì tôi cũng xin trao đổi và sơ lược qua phần đại ý của cái bài kệ này. Thưa vị, cái bài kệ này đó, cái đoạn đầu đó, câu đầu đó là tiếng kệ từ bi quá diệu trầm, diệt lòng tham vọng, diệt thinh âm trần gian say đắm theo màu sắc, tịnh độ giác thuyền trị dục tâm. Phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo, nghe rành chánh pháp thoát tà dâm. Phù sanh nhược mộng đời lao khổ, tỉnh trí tu thân khỏi lạc lầm. Thưa quý vị, đọc qua bài kệ thì quý vị cũng thấy là nó cũng rất là rõ ràng. Muốn khỏi lạc lầm thì phải thoát khỏi cái tà dâm, cũng phải thoát khỏi những sự mê muội, và phải hiểu rõ cái nghiệp duyên trần cấu tạo của mình. Thưa quý vị, bắt đầu về cái phần câu đầu là tiếng kệ từ bi quá diệu trầm, diệt lòng tham vọng, diệt thinh âm trần gian say đắm theo màu sắc, tịnh độ giác thuyền trị dục tâm. Phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo, nghe rành chánh pháp thoát tà dâm. Ở đây tôi chỉ trích lục ra về phần giải thích 4 câu thôi.
Dạ, bốn câu đó. Thì câu thứ hai là trần gian say đắm theo màu sắc. Vậy thì tại sao mà Ngài cho biết là trần gian này là say đắm theo màu sắc? Thực ra là gì đó? Con người chưa có thức tỉnh và giác ngộ được, thành ra chưa có biết mình là sống trong cái cõi này là cõi tạm, cõi vô thường và cái cõi sanh diệt. Cho nên đó, chỉ thấy tất cả những cái gì diễn ra trước mắt mình và cái thời công nghệ văn minh vật chất, chỉ thấy trước mắt vậy thôi. Cho nên trần gian say đắm theo màu sắc là những cái màu sắc này là nói chung là tất cả những cái hình ảnh xấu, đẹp và luôn cả cái vật chất nhà, cửa và đồ đạc, xe cộ, vân vân. Còn thêm một cái thứ hai nữa là màu sắc đây là muốn nói đến cái tâm, đó là phân biệt cái đúng, cái đúng sai và thương ghét. Ví dụ như cái màu sắc đó, màu xanh và màu đỏ, màu vàng, thì những cái màu này nó đã vốn có, nhưng mà cái người mà không nhận ra được nó là xanh, màu đỏ, màu vàng thì nó có cái phân biệt ở trong đó. Phân biệt là nó đẹp hay là nó xấu, nó đúng hay là nó sai. Cho nên tất cả những cái màu sắc là tất cả những cái nhân duyên nó sanh ra ở cõi đời này á, nó vốn là có như vậy, nó không di không dịch, nghĩa là nó vốn có rồi. Thành ra mình không cần phải thay đổi gì nó, tại vì nó đã vốn có là tất cả các màu sắc đó rồi. Nhưng mà tại con người của mình sanh lên đây mình chưa hiểu được nó, thành ra mình mới phân biệt nó và phân tách nó như vậy, chứ thực ra nó là vốn có, đã bất diệt rồi. Xưa nay đây là nó gọi là cái thiên lý, hay hoặc giả là cái định luật thiên nhiên của trời đất. Cho nên con người nó chạy theo và mê theo những cái hình bóng và màu sắc của cõi đời. Đó ra là cái câu trần gian say đắm theo màu sắc. Rồi tịnh độ giác thuyền trị dục tâm, là Ngài cho biết đó, tịnh độ là một cái quốc độ có được sự an vui và an lạc. Là cái sự an vui và an lạc tuyệt đối. Thành ra trong cái giáo lý của Ngài cũng đã có một cái đoạn nhắc về cõi cực lạc. Cõi cực lạc lắm điều thanh nhã, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn. Thành ra như vậy thì cái cõi cực lạc đó khổ buồn rầu không có. Thành ra con người về đó, về cực lạc mới thảnh thơi an dưỡng. Ấy là Ngài ban thưởng công tu. Cho nên Ngài mới giới thiệu là tịnh độ giác thuyền. Cái chữ tịnh độ là muốn nói đến cái quốc độ của Đức Phật A Di Đà, là pháp môn tịnh độ niệm Phật, để cầu sanh về lạc quốc, là cầu sanh về cõi cực lạc, để hưởng được một cái sự mà trường tồn vĩnh viễn, mà không có bị sanh diệt và không có bị luân hồi nữa. Cái thứ hai về cái chữ tịnh độ này là muốn nói đến tự mình phải độ mình, và muốn độ mình là phải tịnh, nghĩa là con người nó dừng lại hết tất cả những cái sự ham muốn và mê tất cả những cái vật ở thế gian, và không còn phân biệt như trên, cũng giống như cái câu trên mà trần gian say đắm theo màu sắc. Ngày nào giác ngộ được rồi thì mình tự thấy trong tâm mình nó không còn có những cái mà vật gì mà nó chướng ngại nữa. Có nghĩa là con người phải tự độ mình, phải tự trở về với cái bản thể thanh tịnh là vốn có của mình, thể tánh vô sanh, đặng trở về một cái thế giới vĩnh hằng. Đó gọi là tịnh độ. Tịnh độ nó có hai cái lý tịnh độ. Một là tịnh độ về niệm Phật giảng sanh cõi cực lạc. Hai lý tịnh độ là trở về với cái bản thể thanh tịnh chân như của mình. Giác thuyền, chữ giác đây là thức tỉnh. Chữ thuyền đây đó nói về cái đạo Phật từ xưa đến nay, nói về là đạo Phật giáo Nguyên Thủy, Nam Tông hay Bắc Tông. Thuyền ở đây dùng cái danh từ thuyền, chứ thực ra đó thuyền là dùng danh từ thôi. Thường ta định nghĩa chữ thuyền là sống, sống thức tỉnh, thức tỉnh và sống cái sự an lạc.
Thiền là sống với cái sự thức tỉnh và an lạc, thì nó gọi là thiền. Thiền nó không phải là một công án, cũng không phải là cái phương pháp hay là công phu, mà thiền là sống. Sống với một cái tâm thức giác ngộ và tỉnh thức thì nó gọi là thiền. Cho nên tịnh độ giác thiền, giác là thức tỉnh, là thấy biết. Chữ thiền là sống trong sự thức tỉnh và thấy biết đó, nó gọi là giác thiền. Trị dục tâm, chỉ có thức tỉnh và cái sự an lạc và thanh tịnh, và sống trong cái sự tỉnh thức tỉnh giác đó, nó mới trị được một cái tâm dục vọng của mình. Bởi vì tâm dục vọng là vì đam mê, và cái khối vô minh của mình nó đã vốn có. Thành ra như vậy, cái khối vô minh này đó, nó tồn tại từ khi bắt đầu mình sanh lên đây. Rồi tất cả những cái gì đó mình nhận lầm và mê nhiễm nó. Cho nên đó, nhờ cái phương pháp là giác thuyền, nghĩa là thức tỉnh và thấy biết nó, không để nó sự sai lầm. Cho nên trong tâm mình nó không còn chứa một vật nào, thì đó là nó không còn khởi lên một cái niệm là tham muốn nữa. Nó trị được cái dục tâm là cái chỗ đó. Nếu người nào sống với sự tỉnh thức và an lạc rồi thì nó không còn khởi động lên cái niệm khởi dục tâm nữa. Đó là trị được dục tâm. Vậy thì vừa cái pháp môn tịnh độ niệm Phật, mà trong giáo lý Ngài cũng có dạy là niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của chư Phật, cho lòng mình nương vào đó mà được thanh tịnh và chẳng còn trược nhiễm trần ai. Hay là niệm Phật, niệm nhiều tiếng Phật sẽ diệt hết tất cả vọng niệm chúng sanh, tới chừng đó tình dục đâu còn nảy sinh ra được nữa. Thì đây là nếu dùng pháp môn tịnh độ niệm Phật có thể trị được dục tâm. Nếu dùng cái pháp môn trở về với cái thể tánh thanh tịnh của mình đó, nó gọi là tịnh độ đó, nghĩa là tịnh là yên lặng, độ là chính là cái sự giác ngộ và cái sự tỉnh thức của mình đó, thì mình sẽ trị được, nghĩa là nó không còn khởi lên những cái dục tâm nữa đó. Ở bên cạnh đó có hai chữ giác thiền đó, nếu người sống trong cái tỉnh thức đó thì tâm mình không còn khởi lên cái dục vọng của cõi đời nữa. Đây là cái câu thứ hai. Còn câu thứ ba đó, tịnh độ giác thiền trị dục tâm, hay là tới cái câu là phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo. Thưa quý vị, ở đây là muốn nói mình phải rõ nghiệp duyên của mình. Nếu mình không rõ được cái nghiệp duyên của mình đó thì mình sẽ chạy theo mà mình tạo ra tất cả các nghiệp chướng để mà mang những cái nhân quả ở cõi thế gian. Bởi vì phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo là gì? Mình phải biết được hôm nay mình tạo ra, hãy gieo nhân thì hưởng quả, hãy mà xuống giống thì nó sẽ lên cây. Cho nên như vậy thì những cái gì mà hôm nay mình tạo, ví dụ như mình tạo ác thì là nó sẽ trả quả ác, giết người đền mạng đó. Rồi mình tạo cái nghiệp mê thì nó trả theo nghiệp mê, hả mà tạo phước thì sẽ hưởng phước, mà hả mà tích đức thì nó được hưởng cái sự an lạc đó. Cho nên như vậy thì mình phải rõ nghiệp duyên, nghĩa là những cái sự sống, là những cái nhân duyên mình đã có nhiều đời nhiều kiếp, ở kiếp trước mình như thế nào, ngay giờ sanh vào kiếp này, hiện tại mình sẽ biết được cái kiếp trước của mình, mình hưởng cái gì và mình làm cái gì, mình sống ra sao, đều là ảnh hưởng cái tác động của kiếp trước. Và cái nhân duyên của kiếp trước đó là gọi là nghiệp. Cho nên là mình sanh về tái sanh lên cái thân này, tất cả đều là do cái nghiệp trước nó tạo ra hết. Mình đã tạo ra nghiệp trước rồi thì nghiệp này bắt đầu nói tiếp. Tôi dẫn ví dụ như Tấn Dũng, hồi kiếp trước này cũng đã đi làm tất cả những cái thiện nguyện, thì tái sanh lên kiếp này tự nhiên nó dẫn dắt theo cái nghiệp đó mà đi theo. Thường ta nói một câu là tại vì nghề nghiệp đó mà ráng đeo. Nghề nghiệp đó ráng đeo thôi. Nghề đi chung với nghiệp ấy. Cho nên phải rõ nghiệp duyên, nghĩa là mình phải biết là cái nhân trước của mình gieo như thế nào, nhân này mình sẽ thụ hưởng ngày nay. Ví dụ như tôi biết cái nghiệp duyên của tôi đã tạo hồi kiếp trước, đã có cái căn duyên của Phật Pháp và tu, cho hôm nay tái sanh lên mang cái thân này rồi mình cứ hướng về Phật Pháp. Hồi kiếp trước mình có cái lòng vị tha thì hôm nay mình tái sanh lên cái thân này
cái tâm mình nó thường khởi động lòng vị tha thương người mảnh vật đều là do cái tiền kiếp trước mình đã tạo. Và hôm nay bắt đầu mình hãy biết cái nghiệp duyên trần cấu tạo ngay vào cái kiếp sau, ngay vào hiện tại, để mà mình biết được kiếp sau của mình. Vậy thì hôm nay đó, việc làm của mình hãy sát nhất đao hoàng độc kiếm, có nghĩa là giết người thì đền mạng, hãy thiếu nợ thì phải trả tiền. Cho nên mình hãy biết những cái gì hành động của mình tạo tác ngày nay thì nhân quả ngày sau mình sẽ gặt lấy. Một là tạo các nghiệp ác, chẳng hạn như 10 điều ác: sát sanh, đạo tặc, tà dâm, lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu, vọng ngữ, tham lam, sân nộ, mê si. Đó là 10 điều ác. Nếu tạo 10 điều ác này chắc ăn là phải gánh lấy quả báo về sau, tái sanh trở lại mà nhân quả báo ứng. Đó. Thường thường ta nói câu mà ở sau kiếp sống xa qua biết bao nhiêu cái quan gia đang chờ. Đó. Nghĩa là cái sự sống của mình, cái sự xa qua của mình tạo tác cái nghiệp mê của mình thì tất cả những cái quan gia nợ báo đang chờ mình phía sau. Yeah. Đó là cái chỗ mà phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo. Vậy thì hôm nay nếu mình giác ngộ tu hành, mình xả thân để cứu đời, để làm tất cả những việc làm ích lợi cho nhân sanh, đó là gọi là cái tâm lượng vị tha của các vị Bồ Tát. Ngày xưa đó, thời Đức Phật ra đời thì có các vị Bồ Tát thường hóa thân hoặc giả là tái sanh cùng thời Đức Phật để mà hộ pháp cho tất cả những cái công việc hộ pháp thời Đức Phật, để mà đem lại một cái sự sáng tỏ và đem lại lợi ích cho tất cả chúng sanh. Cho nên các vị Bồ Tát đó thường mang cái tâm lòng vị tha, từ bi, thương người, mến vật. Vậy thì hôm nay nếu mình có tấm lòng vị tha mà thương người, mến vật, tất nhiên là mang một cái tâm lượng vị tha của một vị Bồ Tát. Đó. Đây là muốn nói đến gieo nhân và hưởng quả. À, phải rõ cái nghiệp duyên, có nghĩa là rõ cái công việc làm của mình. Mình làm phước thì sẽ hưởng phước. Nếu mình có cái lòng từ bi vị tha, đó là cái đức. Đó, thì nó sẽ có một cái công đức vô lượng. Đó. Cho nên như vậy thì ở đây Ngài mới chỉ và nhắc cho mình biết phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo. Rồi kế tiếp, câu thứ ba là Nghe rành chánh pháp, thoát tà dâm. Như vậy thì nghe rành chánh pháp như thế nào để thoát khỏi tà dâm? Thưa quý vị, chánh pháp ở đây là nó có hai trường hợp chánh pháp. Chánh pháp là do chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài thiết ra cách nay trên 2500 năm và lưu lại tất cả các kinh điển trong Tam Tạng Giáo Điển. Thì Tam Tạng Giáo Điển này nói tất cả những cái lời chân ngôn của Đức Phật thiết ra vào cái thời đó. Thì tới hôm nay mình chiếu theo những cái chân lý của Ngài để mà mình làm, để mà mình học theo cái gương hạnh của Ngài để mình làm theo đó. Như vậy thì nghe rành chánh pháp là lời của Phật, lời của Thầy. Đó, Thầy dạy như thế nào đúng mình làm theo. Đó, và Phật dạy thế nào đúng thì làm theo. Mà thường đó thì các vị Phật và các vị Bồ Tát đều dạy mình cái phương pháp để thoát khỏi những cái sự đam mê, khỏi những sự luân hồi quả báo, để sanh về một cái cõi nó gọi là vĩnh hằng và vô sanh. Cho nên như vậy, ở đây nghe rành chánh pháp thoát tà dâm, nghĩa là chỉ cái người mà nhận được cái chánh pháp của Ngài mà thực hành theo đó, trong cái chánh pháp thì lúc nào luôn luôn nó cũng là giác ngộ. Nếu mà người thật sự giác ngộ thì nó không còn mê nữa, thì làm gì mà nó xa vào cái chỗ mà tà dâm. Tà dâm là muốn nói đến cái người mê muội, thành ra mới chạy theo để mà sung sướng hay hoặc giả là thỏa mãn lòng dục vọng của mình. Thì lòng dục vọng đó là chính đó, nó gọi là tâm tà. Hả, mà cái sự giác ngộ thức tỉnh đó thì nó là tâm chánh. Như vậy thì nghe rành chánh pháp là lời dạy của Đức Phật và Thầy dạy mình những cái điều chân chánh để thoát khỏi những cái sự mê muội, thoát khỏi những cái mà mình đã tạo ra những cái tà. Ở đây nó có hai trường hợp tà. Một đó là tà, đó là cái suy nghĩ tà, là suy nghĩ về vấn đề tình dục ở thế gian. Hai nữa là hành động tà, có nghĩa là mình làm những cái điều mà hiếp đáp người,
để mà thỏa mãn lòng dục của mình đó. Cho nên như vậy thì ở đây nhờ cái chánh pháp của Đức Phật mà mình học, mình giác ngộ, mình thức tỉnh, không còn mê nữa, thì mình thoát khỏi tà dâm đó. Rồi thêm cái nữa, câu thứ tư là phù sanh nhược mộng đời lao khổ, mới tỉnh trí tu thân khỏi lạc lầm. Thôi giờ lấy câu chót là tỉnh trí tu thân khỏi lạc lầm. Nếu hồi nãy tất cả những cái điều như trên à, mà thức tỉnh giác ngộ, biết được dùng cái pháp môn tịnh độ và thiền để mà mình thanh lọc cái tâm của mình cho trong sạch hoàn toàn, và phải rõ những cái hành động của mình gọi là nghiệp duyên trần cấu tạo, và sau nữa học tất cả lời kinh tiếng kệ của Đức Phật để mà nghe theo đó mà thực hành, thì nó sẽ thoát khỏi những cái sự mê muội và đam mê. Và cuối cùng là tỉnh trí tu thân khỏi lạc lầm. Cho nên cuối cùng mình đã thực hành việc như trên rồi, thì đây là mình đã tỉnh trí rồi, thì lo tu thân. Tu thân ở đây tỉnh trí á, là mình có một cái sự giác ngộ và thấy biết rõ ràng, không sai lầm bất cứ những cái việc gì. Đó, đó là tỉnh trí. Còn tu thân ở đây là tu thân có nghĩa là tu sửa cái thân của mình. À, cái thân nó có hai loại thân, một là thân tứ đại, hai nữa là chân thân. Chân thân là cái thân vô hình vô tướng, nghĩa là cái thân đó nó thuộc về gọi là thân thức, nghĩa là nó ở trong cái phần thức của con người, nghĩa là cái phần vô hình. Còn cái thân này là cái thân tứ đại. Nó thành ra như vậy thì tỉnh trí tu thân, một là trao sửa cái thân này cho trong sạch, hai nữa là trao sửa cái tâm cho trong sạch, ha, thì khỏi lạc lầm. Đây đó là cái chỗ mà cái bài kệ này là một cái rút tỉa hết tất cả những cái trong cái quyển năm, để mà cho thấy những cái pháp tu này là rút kết của tất cả các chư Phật. Mà từ xưa nay đó, các vị Phật thường thiết một đề tài, đọc một bài kệ. Đó là một cái bài kệ này đó, là một bài kệ tán tụng, hoặc giả là nó tóm tắt đại ý. Kệ, kệ là tán tụng. Tán tụng là ca ngợi những cái phương pháp tuyệt diệu. À, tóm tắt đại ý là những gì Ngài đã nói đều gom gọn lại ngay vào cái chỗ đó để làm, và kết quả. Thưa quý vị, thì vừa qua thì tôi cũng đã trao đổi qua cái bài kệ này. À, đây thì cái thời gian nó không có nhiều, thành ra tôi cũng tạm rút ngắn ngắn để mà nó có đủ cái thời gian để cho quý vị mà có cái chỗ mà tra cứu thêm. Thì đến đây cuối cùng tôi cũng cầu chúc quý vị, toàn thể chư quý vị, nếu nghe qua được cái bài kệ này thì trước hết mình gắng cố gắng để mà niệm Phật, cầu giảng sanh tịnh độ và trao sửa thân tâm mình cho trong sạch và thoát khỏi những cái sự đam mê, và mình biết được cái nghiệp duyên của mình, và cuối cùng sự giác ngộ của mình sẽ đi đến cái chỗ hoàn chỉnh và thành công, nó gọi là đắc quả. À, thưa quý vị, đến đây cũng tôi cũng cầu chúc toàn thể chư quý vị đều được giác ngộ và đều được thức tỉnh để đạt đến một cái cảnh giới là thoát khỏi những cái sự luân hồi quả báo đau khổ trong tương lai, để về một cảnh giới vô sanh và trường cửu. Cho nên đến đây thì tôi cũng xin tạm dừng cái đề tài. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Dạ, Tiến Dũng và em Châu Phú cảm ơn chú Tư đã giải nghĩa một cái đề tài 8 câu kệ của Đức Thầy đã kết lại trong cái sách giảng quyển 5, để cho Tiến Dũng và Châu Phú cũng như là quý bà con được hiểu thêm về vấn đề trên bước đường tu tập để xúc tiến tinh tấn hơn, để nghe theo lời của Thầy dạy. Và kính chúc cho chú Tư luôn luôn dồi dào sức khỏe và thân tâm an lạc. Và giờ này cũng đã gần 7 giờ tối rồi vị, cho nên là Châu Phú và Tiến Dũng cũng xin hẹn gặp lại vị vào một ngày gần đây, sẽ đến để quay cái nơi, cái căn nhà từ thiện của chú Tư, và cũng mong quý vị hỗ trợ tiếp tục cái tinh thần để cho chú Tư xây cất rồi được hoàn thiện cái căn nhà từ thiện và cái căn nhà để xe, để chuyên chở bệnh nhân, giúp cho bà con khó khăn trong lúc dịch bệnh này, cũng như là sắp tới rất là nhiều vị tu sĩ có thể là về
núi Dài Vạn Liên để mà tu hành, thì chú Tư cũng hỗ trợ cho tất cả các vị đó về vấn đề cơm chay. Và Nam Mô Đà Phật, kính chúc cho tất cả quý vị luôn luôn được thăng tâm an lạc, do dồi sức khỏe. Nam Mô và giờ đây xin ái kính chào tất cả quý vị. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ xin kính mời chú Tư dùng dưa hấu rồi cháu mình sẽ tạm chia tay. Nam Mô Di Đà Phật. Mê đạo mà bỏ ăn luôn dạ rồi. Nói hù luôn á. Ngày 7 giờ. Rồi, thôi vậy cũng tạm dừng đi. Cháu này cháu mình tạm chia tay với ha. Dạ. Đó sao rồi. Đâu rồi cho Phú đâu? Dạ, dạ, dạ. Chú ăn đi, con gọi đèn nha chú ơi. Dạ, dạ, dạ. Quả đói bụng không bè? Quân tử mê đạo bỏ ăn. Tiểu nhân bỏ đạo giữ miếng ăn làm đầu. Ghê không? Bữa nào quay anh Tấn Dũng mới được, cỡ nào pháp đầy mệnh cho ngày chú Tư ơi. Có sao ngon. Đói bạn gì cũng ngon chứ. Là mới ăn hộp đó cũng chưa ha. Rồi. Chưa đủ. Chưa đủ vô. Ừ. Đủ. Đó, Sư Quỳnh. Ăn đi, ăn đi Sư Quỳnh. Ăn đi, ăn đi. Giờ này em đang... Chưa tắt hả? Chưa tắt hả? Tắt chưa? Tắt đầu tắt coi anh ăn đó, đăng lên luôn. Mày hại anh với chú Tư. Chú.